Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trên Hải Phòng. Thì hôm nay Trên Hải Phòng sẽ giới thiệu cho các bạn cái con đường Máng ở huyện An Dương. Và bây giờ thì chúng ta đang bay flycam từ ngã năm Cơ Điện để hướng thẳng về đường Máng nước An Dương, đi thẳng về trung tâm của huyện An Dương. Thì cái video này kênh Trên Hải Phòng sẽ quay cho các bạn để update cái tiến độ thi công của cái dự án nâng cấp và mở rộng đường Máng nước từ ngã năm Cơ Điện, hay còn gọi là ngã năm Tôn Đức Thắng, quốc lộ 5 đến đường tỉnh 351. Thì đây là một cái dự án thuộc nhóm B, là cái công trình giao thông cấp 3 do Ủy ban Nhân dân huyện An Dương là chủ đầu tư. Các bạn nhìn lên trên màn hình ấy, thì cái dự án này nó đang là cái dự án cải tạo và mở rộng về hai phía của cái con đường Máng nước An Dương này. Thì cái đường Máng nước cũ này thì các bạn đang nhìn thấy là phương tiện giao thông đang di chuyển đi lại đấy. Thì hai bên sẽ được mở rộng ra. Thì đây là một cái dự án có một cái quy mô cải tạo khá là lớn, với cái chiều dài lên đến 4,3 km. Và cái bề rộng nền đường, cái bề rộng nền đường ấy, như các bạn đang nhìn thấy ấy, nó sẽ được mở rộng ra lên đến 21 m. Thì nó sẽ bao gồm các hạng mục là cải tạo này, nâng cấp, mở rộng về hai phía. Và con đường này thì sẽ được thiết kế với vận tốc khoảng 50 km theo đúng tiêu chuẩn. Thì cái dự án mà cải tạo nâng cấp đường Máng nước An Dương này thì đã được khởi công vào ngày 2 tháng 9 năm 2021, và dự kiến là sẽ hoàn thiện trong vòng 2 năm đến năm 2023 thì sẽ hoàn thiện hoàn toàn. Và tổng cái mức đầu tư của dự án là 379 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố, với cái thời gian thực hiện là từ đến 2023. Nhưng mà theo thông tin của kênh Trên được biết thì với cái tiến độ thi công như thế này và cái nhu cầu cũng như là cái sự bức xúc, bức thiết của việc đi lại giao thông kết nối giữa trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện An Dương, cũng như cái sự phát triển của các cái khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp phía An Dương rồi An Lão đang gấp rút ép cái tiến độ thi công, thì khả năng là đến quý 1 năm 2023 thôi thì khả năng là chúng ta sẽ được hoàn thiện cái tuyến đường này. Đấy, có thể là đến năm 2022 thì con đường này cũng khả năng là sẽ hoàn thiện. Thì cái việc mà mở rộng cái tuyến đường Máng nước An Dương này thì nó nhằm cái việc mà hoàn chỉnh cái kết cấu hạ tầng giao thông để phù hợp với cái quy hoạch phát triển chung của thành phố. Và cái tuyến đường này nó sẽ góp phần phát triển cái kinh tế xã hội trong khu vực huyện An Dương một cách ổn định và bền vững, đảm bảo cái điều kiện giao thông vận tải thuận tiện, an toàn. Và chắc chắn là nó sẽ thúc đẩy cái việc thu hút đầu tư trong khu vực trọng điểm công nghệ cao phía tây của thành phố Hải Phòng, với cái không gian phát triển là khu công nghiệp cao tại huyện An Dương như là Tràng Duệ, Nomura, An Dương, An Hưng, Đại Bản. Đồng thời nó sẽ kết nối với các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút Nam Cầu Bính đến ngã tư Tôn Đức Thắng, đường Máng, sau khi mà dự án này hoàn thành. Đó, thì các bạn đang nhìn thấy trên flycam, đây là cái tuyến đường Máng nước An Dương ở khu vực hoành tráng nhất của con đường này, đó chính là Hoàng Huy Prusa An Đông. Thưa các bạn, thì cái khu Hoàng Huy Prusa này thì đang triển khai cái giai đoạn 3, có rất nhiều những cái căn shop house ở mặt đường Máng. Thì chắc chắn là sau khi cái đường Máng này được hoàn thành thì khu vực này cũng sẽ trở lên khá là sầm uất. Thì đâu đó giá bất động sản ở khu vực này cũng đã tăng lên chóng mặt kể từ khi mà có thông tin đường Máng nước mở rộng. Và đến bây giờ khi mà đường Máng nước đã mở rộng sang hai bên rồi thì giá bất động sản cũng tăng lên chóng mặt rồi. Ở cái khu vực này thì đất cũng đã lên đến khoảng tầm 50-60 triệu một mét vuông rồi. Đấy, càng gần khu vực đường Tôn Đức Thắng và khu vực Hoàng Huy An Đồng thì giá đất nó càng cao, mặt đường nó cũng rơi đến khoảng tầm 50-60 triệu rồi. Và nó cũng giảm dần xuống các cái đoạn dưới, ở phía bên dưới của con đường này về phía huyện An Dương thì nó cũng rơi vào 40 rồi 35-30. Chỗ thấp nhất thì cái đối diện cái khu vực Vân Tra thì giá nó cũng lên đến khoảng 25-28-30 triệu rồi. Đó, thì cái khu vực sầm uất nhất chắc chắn là cái khu vực của Hoàng Huy Prusa An Đồng này, với một loạt các cái dãy shop house, rồi bên trong là hàng loạt các cái khu chung cư của An Đồng cũng như là các cái nhà liền kề. Khu vực này thì có cái lượng dân cư khá là dày đặc và đông đúc.
đó, nó sẽ phát triển rất là sầm uất, nó chính là một cái đô thị vệ tinh của thành phố Hải Phòng. Và thưa các bạn, thì đấy, các bạn đang nhìn thấy trên màn hình khi chúng tôi đi xe máy xuyên suốt cái tuyến đường từ ngã năm cơ điện đi thẳng xuống huyện An Dương, thì hai bên đường đang ngổn ngang đất cát gạch đá để mở rộng, và chắc chắn là trong cái thời gian tới, cái thời gian Tết âm lịch của năm 2022, thì nói chung là người dân hai bên đường này thì cũng khá là khổ sở khi mà đất cát được đào bới lên bẩn thỉu như thế này, nhất là vào những ngày mùa xuân mưa phùn thì khu vực này khá là bẩn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng phải đành chấp nhận thôi, để cho một thời gian nữa thì nó sẽ xanh sạch đẹp thôi, đúng không ạ? Đúng không? Thì có khổ cực thì mới có vui sướng hạnh phúc, đúng không ạ? Thì cái tuyến đường máng nước này, cái đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng quốc lộ 5 đến đường tỉnh 351 của An Dương ấy, thì nó chính là cái cửa ngõ chính kết nối giữa cái trung tâm huyện An Dương đến trung tâm thành phố và các cái tuyến giao thông chính. Trước đấy thì có rất nhiều đoạn tuyến thì bị hư hỏng xuống cấp và thường xuyên xảy ra cái tình trạng ngập úng khi mà mưa lớn, và mặt đường thì lại khá nhỏ trong khi cái lưu lượng giao thông thì rất là lớn. Do đó thì nó cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ về mất an toàn giao thông. Thì cái việc mà đầu tư xây dựng, cải tạo lại cái nâng cấp và mở rộng cái tuyến đường này thì nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu giao thông đi lại giữa cái huyện An Dương và khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng. Đặc biệt là nó sẽ kết nối trực tiếp thông qua cái ngã năm cơ điện sang thẳng cái tuyến đường kết nối với lại đường nút giao thông Nam Cầu Bính và phi qua Cầu Bính để sang bên huyện Thủy Nguyên. Nó là một trong những cái trục đường kết nối huyện An Dương và huyện Thủy Nguyên giữa hai cái khu công nghiệp cực kỳ lớn là khu công nghiệp V-Ship của Thủy Nguyên và cái khu công nghiệp cao tại huyện An Dương, bao gồm là Tràng Duệ rồi An Dương, An Hưng, Đại Bản. Nói chung là rất là tuyệt vời khi mà cái tầm nhìn về mặt chiến lược của lãnh đạo thành phố khi mà mở rộng cái tuyến đường này. Và chắc chắn là không phải chỉ một tuyến đường này đâu, còn cái tuyến đường mà ở phía bên cạnh nữa, tuyến đường giáp bờ sông, rồi giáp bờ sông Dế, rồi tuyến đường ở chỗ đường bệnh viện Việt Tiệp 2 nữa, chắc chắn cũng sẽ mở rộng thì mới đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của người dân và các cái giao lưu, giao thương và thúc đẩy kinh tế cũng như là phát triển công nghiệp tại hai huyện là huyện An Dương, huyện An Lão và huyện Thủy Nguyên. Đó. Đấy, vì các bạn có thể nhìn lên trên màn hình, chúng tôi vừa bay flycam vừa đi thực tế ở bên ngoài, ở bên dưới, để cho các bạn có một cái góc nhìn đa chiều hơn về cái tiến độ thi công của dự án mở rộng đường máng nước. Nói chung thì hai bên đường của khu vực này thì nhà cửa cũng có một số đoạn thì nhà cửa rất là sầm uất và đẹp. Còn lại ở phía gần phía cuối của đường của con đường này về phía huyện An Dương thì vẫn còn rất nhiều những cái lô đất trống và nhà cửa dân cư còn thưa thớt. Thì cái đoạn đường này thì các bạn đang nhìn thấy là các cái công ty phụ trách đầu tư thì đang hoàn thiện các cái hệ thống ống cống, rồi các cái đường cáp ngầm dây điện đó. Thì các bạn nhìn đấy, hai bên đấy thì những cái đường ống cống ngầm thì đã được để sẵn rồi và chỉ chờ các cái đơn vị thi công để hoàn thiện nữa thôi. Đó, thì các bạn nhìn lên toàn tuyến thì còn rất nhiều những cái khu ruộng đồng và chắc chắn sau này thì sẽ được quy hoạch thành đất ở hoặc là đất để xây dựng các cái công trình phục vụ cái sự phát triển của dân cư khu vực hai xung quanh này.
Và đoạn này thì các bạn có thể nhìn thấy phía bên tay trái các bạn ấy, thì có một cái tòa nhà rất là to đẹp. Thì đây chính là cái trung tâm mục vụ về của giáo phận Hải Phòng. Thì nó nằm trên một cái diện tích là 10.000 m², tại xã An Đồng, huyện An Dương. Đấy, bên cạnh là khu hưu dưỡng cũ dành cho các linh mục giáo phận trước năm 1954. Đó. Thì nó mới được xây dựng và hoàn thành thôi, rất là đẹp. Thì nếu các bạn có đi qua cái tuyến đường mang nước An Dương này thì các bạn có thể ghé vào thăm một trong những cái công trình về tôn giáo khá là đặc sắc của thành phố Hải Phòng. Đó. Và phía này thì đã gần phía cuối, tiếp nối với đường 351, đường tỉnh 351 của huyện An Dương rồi. Thì kênh Chuyện Hải Phòng xin kết thúc cái video này. Nếu các bạn mà thường xuyên đi qua cái tuyến đường này thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để chúng ta chào hỏi nhau nhé. Và có những thông tin gì mới mà các bạn biết thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để chúng tôi cùng update. Và một vài tháng nữa thì chúng tôi sẽ quay lại để quay tiếp một cái video để giúp cho các bạn thấy được cái sự thay đổi của con tuyến đường này sau một khoảng thời gian nhé. Đến đây thì kênh Chuyện Hải Phòng xin kết thúc cái video này. Và chúc các bạn đón năm mới luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, vượt qua những cái thách thức của bệnh dịch Covid. Các bạn thấy kênh Chuyện Hải Phòng thú vị thì các bạn hãy like, chia sẻ cái video này cho nhiều người biết nhé. Và đừng quên, nếu chưa subscribe thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Chuyện Hải Phòng nhé. Nếu các bạn muốn chúng tôi quay thêm những cái địa danh nào, những khu vực nào, những cái dự án nào, hay chỉ đơn giản là những cái món ăn ngon, những cái quán cà phê đẹp, những quán ăn hấp dẫn của thành phố Hải Phòng thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.